Thì nhân đây cũng chia sẻ với quý vị luôn, đây là cái cây cẩm tú cầu nè quý vị. Cây cẩm tú cầu này của tôi nó ra hoa màu hồng. Thì mùa thu thì cũng giống như mấy cái cây khác thì tôi đem tôi bỏ nó vào trong basement. Thì hôm nay mấy hôm nay trời ấm lên là quý vị thấy nó đã mọc lên nè. Đó, nó tự động nó mọc cái mầm lên đọt non rất là đẹp. Và quý vị thấy không, nó bắt đầu nó ra hoa luôn quý vị, nó bắt đầu ra nụ nè. Đó. Quý vị thấy không? Đó, nó bắt đầu ra nụ bé bé. Thì hôm nay tôi xuống thì tôi thấy thì tôi cũng săn sóc cho nó một chút xíu. Cái gì bỏ cho nó chút chút phân. Quý vị thấy hôm qua mùa đông thì cũng có nhiều cái cành nó bị chết nè, như cái cành này thì tôi cắt tôi bỏ cho nó. Đó. Có những cái cành cũ của nó này quý vị. Mình cắt bớt nó đi. Nó rộng chỗ để cái cây nó lên. Đó, cái này nè. Cắt tôi bỏ. À, cái cành mộc luôn, nó rất là cứng. Đó, quý vị thấy nó lên cũng khá là tốt. À, nó bắt đầu, quý vị thấy đây này, nó ra cái đọt non ở đây nè. Cái đầu này đi cho nó. Đó, quý vị thấy cây có nhiều cái loại cây nó rất là dễ trồng luôn quý vị. Tôi trồng là cứ mùa mùa đông mùa thu tôi cứ đem nó vào để trong trong nhà giữ cho nó khỏi chết thôi. Xong rồi để mà trời mà ấm lên là nó tự động nó lên nè. Nó lên thì mình lại bỏ phân cho nó, lại tưới nước cho nó. Chẳng hạn như cái cành này là nó chết rồi nè, tôi bỏ cho nó. Mình săn sóc nó chút xíu. Mình bỏ nó phân vô thì nó lại ra hoa. Cái cây cẩm tú cầu này tôi có, tôi trồng trong chậu cũng mấy năm rồi quý vị. À, đây cái cành nó chết nè, nó cắt bỏ. Đó. Cành này thực ra nó lên nó cũng không được đẹp lắm ha, nó hơi cao nhưng mà thôi, nó đang ra hoa quý vị, nó đang có nụ nè, nó có nụ nó sắp ra hoa này quý vị, nên là thôi mình tiếc mình để có hoa mình ngắm ha. Oops. Đó, cái này nó cũng đang nó sắp ra cái hoa này quý vị, nó có nụ nè. Đó. Mỗi cái đọt là nó sẽ ra hoa đó quý vị. Ở đây nó cũng ra nụ nè. Nên là thôi tôi để nhưng không cắt cái này thì cắt nó đi. Cái nó chết rồi. Đó, thưa quý vị, thì đây là cái cây cẩm tú cầu của tôi. Cái cành này thật sự tôi cũng không thích được. Nó ra cái đọt ngay đây này quý vị. Cái này nó chỏi lên lại không thích. Tôi cắt nó tới đây đi cho cái đọt nó lớn. Đó. Cái cây nó tròn này nó mới đẹp ha. Chứ mình để nó lên mà chỉ thì nó cũng không có đẹp. Thì đây xin giới thiệu với quý vị là cây cẩm tú cầu của tôi. Ồ, đây nó có cái cành nó cũng chỉa lên nè. Này, tôi cắt nó xuống đây đi để cho nó cầm ở dưới nó lên. Đó, cái này nó chết rồi mình cắt đi cho nó lên cái cành mới. Đó, thưa quý vị, đây là vài hôm nữa nó ra hoa thì tôi sẽ quay một cái clip cho quý vị xem cái hoa cẩm tú cầu này nha. Nó lớn lắm, nó màu hồng rất là đẹp. Tại năm nay cái nhiệt độ nó hơi lạ, nhưng mà cây cối của tôi nó cũng không có được như ý muốn. Chắc cái này cái tôi cũng bỏ cái khúc này quý vị, để cho cái thằng này hai cái đọt nhỏ nó lên đấy. Đây, đây có một cái nữa nè, tôi cắt nó để cho cái đọt mới nó lên quý vị. Nó héo thì mình bỏ nha. Sao bây giờ cái cây nó đang phát triển đó thì mình cắt cũng không sao, cái này cũng vậy nè, cái này mình cắt này cho nó lên. Cái này xong rồi sau khi tôi cắt đi là tôi tưới cho nó một tí phân nữa quý vị, thì nó lên tốt lắm, mà nó hoa nó ra hoa bự 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 bự. Những cái gốc trong này là gốc nó hư rồi nè, cắt nó bỏ này. Đó. Này nó cũ à.
cứng kinh khủng luôn á. Cái này chắc tôi cắt cũng không nổi luôn, tôi để luôn. Đấy, đây là chia sẻ với quý vị cái cây, cái chậu cẩm tú cầu của tôi nha. Hôm nữa tôi sẽ, nó ra hoa tôi sẽ chiếu cho quý vị xem.